Xin chào các bạn, nếu như các bạn đang sở hữu cho mình một chiếc máy ảnh hoặc là máy quay, ví dụ như ở mình đây, thì chắc hẳn các bạn cũng đều biết là trên mỗi chiếc máy ảnh hoặc máy quay của chúng ta đều có duy nhất một đầu hot shoe như thế này. Đó. Với đầu hot shoe này thì giúp các bạn có thể gài ví dụ như là những chiếc đèn flash hoặc là đèn led hoặc là những chiếc mic để hỗ trợ các bạn quay phim cũng như là chụp ảnh. Chính vì thế nhiều bạn có nhu cầu ví dụ như là muốn gài được thêm nhiều đồ phụ kiện khác nhau lên chiếc máy ảnh máy quay như thế này thì làm cách nào? Và Ulanzi đã cho ra đời một sản phẩm để giúp các bạn thực hiện được điều đó. Với chiếc Ulanzi PT2 này thì các bạn có thể gài thêm hai đồ phụ kiện lên trên mỗi chiếc máy ảnh máy quay của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn bộ sản phẩm Ulanzi PT2. Đây là một gá kẹp, gá gài hot shoe đa năng. Và nó đa năng như thế nào thì các bạn hãy theo dõi mình nhé. Vâng, và vừa rồi mình chỉ mất vài những cái thao tác nhỏ đơn giản thôi là mình đã gài được thêm những cái đồ phụ kiện lên trên chiếc máy ảnh của mình. Ví dụ ở đây mình đã gài được thêm chiếc đèn này và một bộ mic. Đó, nó vô cùng đơn giản. Nếu mà không có chiếc gá kẹp PT2 này thì các bạn chỉ có thể gài duy nhất một là đèn hoặc hai là mic. Và với gá kẹp đa năng này thì giúp các bạn đồng thời vừa làm được hai việc đó. Nó rất là phù hợp, thuận tiện cho các bạn là quay phim chuyên nghiệp cũng như là nghiệp dư hoặc các bạn làm YouTube blogger. Nó vô cùng đa năng. Và ở trên thân của chiếc PT2 thì các bạn có thể để ý nó sẽ có hai đầu hot shoe. Với hai đầu này thì các bạn ngoài việc gài đèn, gài mic ra thì có thể gài được thêm nhiều đồ khác nữa. Miễn sao nó sẽ có những cái đầu hot shoe như thế này là được. Và ở phần dưới đây, ở phần phía dưới của chiếc PT2 đó cũng chính là một đầu hot shoe. Và đây mình sẽ mở ra các bạn có thể thấy được rõ hơn. Ở phần phía đế này nó có thêm cho chúng ta một đầu ốc 1/4 nữa. Và với một đầu ốc 1/4 như thế này thì giúp các bạn có thể thêm một chức năng như thế này. Các bạn theo dõi tiếp nhé. Và ngoài sử dụng cho máy ảnh ra thì chiếc kẹp PT2 này nó cũng còn rất có ích đối với các bạn làm phim bằng điện thoại smartphone. Ví dụ như mình đây. Chúng ta có thể vừa gài được những chiếc điện thoại của chúng ta lên và chúng ta cũng có thể hỗ trợ thêm đèn để quay phim. Tiếp đến nếu như các bạn hay live stream bằng điện thoại thì đây, chúng ta chỉ cần đặt dọc như thế này và chúng ta có thêm một chiếc điện thoại nữa để live hai máy cùng một lúc. Đó, ví dụ như mình đây, chúng ta sẽ set thêm một bộ kẹp điện thoại tương tự nữa vào phần này để chúng ta có thể sử dụng được. Chính vì thế chiếc PT2 này nó vô cùng đa năng. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.